xe nữa. Tôi không biết nó đúng cái gì vậy.
sạn Nam Cường nữa, khách sạn kia kìa. Đó, cao nhất ở phía đằng xa kìa. Với khách sạn này thì không ai, khách sạn Nam Cường. Bên phải, bên trái. Bên trên kia, bên trái. Bên trái. Ở đây có cái biển có cách 12 cây nữa. Đấy, mình sẽ ở khách sạn đấy. Là Nano Color. Chưa mấy khách sạn này nó mới, mình không biết nào. Đằng kia có vẻ mới. Cao nhất kìa. Vâng. Vì chính là một cửa. Thực ra khách sạn Vị Xuyên bố vẫn thích hơn vì cảnh nó đẹp hơn. Vì nó trong thành phố, trung tâm. Mình ở đấy nhiều rồi nên mình ở thử cái thằng này xem.